Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cách mà chúng ta submit cái link của chúng ta, trang web chúng ta lên công cụ tìm kiếm của Google. Thì cái công việc này á, nó có rất là nhiều cái lợi hại các bạn. Nếu mà các bạn mà không submit hoặc là chúng ta không biết cách submit á, thì chúng ta cứ viết bài, chúng ta cứ đăng bài, chúng ta đăng bài như vậy một thời gian dài như vậy, nhưng mà người dùng lên Google tìm kiếm thì cái trang web chúng ta cũng không có trên Google. Cho nên cái bước mà submit này là bước rất là quan trọng, và chúng ta cũng có thể kiểm tra được là trang web chúng ta nó có bị lỗi lầm gì hay không, nó có bị chặn robot hay không, Google có vô cái trang web chúng ta để mà tự index mấy cái trang của chúng ta được hay không. Thì cái cách của mình làm á là mình sẽ submit bằng tay, bằng tay, nhưng thực tế nó cũng rất là nhanh các bạn. Ví dụ như là các bạn một ngày viết 4-5 bài thì các bạn lên bằng submit luôn. Thì cái cách làm này cũng đơn giản thôi. Và khi submit rồi thì người dùng người ta tìm kiếm thì mới thấy cái trang web của các bạn nha các bạn. Các bạn vào bài viết của các bạn á, rồi các bạn xem để chúng ta lấy cái link của nó. Đây cái trang web, bài viết của mình đây. Thì bây giờ mình muốn submit cái bài viết này lên Google. Chúng ta sao chép, chúng ta vào cái trình quản lý Search Console nè. Search Console này thì chúng ta phải thêm cái trang web của chúng ta vào. Ví dụ như mình có quản lý mấy trang đây nè, thì giờ mình muốn submit cho trang này thì mình nhắn cho trang này, rồi mình dán cái đường link vô, rồi mình enter. Sau khi bạn nhắn nè, nếu như nó đã submit rồi thì ở đây nó sẽ báo là cái này đã lập chuyển mục rồi, còn cái nào mà chưa lập chuyển mục á thì nó sẽ có cái chữ là yêu cầu lập chuyển mục, thì chúng ta nhắn yêu cầu thôi. Thì cái quá trình này nó nhanh hay chậm thì thật ra nó cũng nhanh lắm các bạn. Ví dụ chủ yếu là chúng ta viết bài á, nó mới lâu thôi, chứ còn nếu mà submit một trang mà theo mình có 1 phút thì nó cũng không có gì lâu hết á. Mình viết một bài có khi cả ngày mới được một bài, đúng không? Còn chúng ta submit có một phút thì nó đâu có gì đâu là. Và cái quan trọng là nó giúp cho Google là mình cho con bot á, nó giống như là nó bắt buộc nó vô trang của mình luôn. Rồi mình giống như mình lưu cơ sở dữ liệu của mình trên server của Google luôn, chứ không mình không có phải là mình bị động, mình không biết được ngày hôm nay con bot này đã vô chưa. Ví dụ như một tuần nó ghét website mình mấy lần thì cái đó là mình bị động, và mình làm như vậy mình sẽ không biết được là cái thời gian là bữa giờ viết bài rất là nhiều mà không biết bot là nó đã được mấy bài, nó index được mấy bài thì nó rất là lâu các bạn thấy không. Nhưng mà chúng tôi không thể xử lý yêu cầu này vì bạn đã vượt quá hạn ngạch ngày của mình, do nãy giờ mình submit nó nhiều quá cho nên nó không cho. Thì cũng không sao hết các bạn, nếu như các bạn viết 4-5 bài thì bạn vô được bạn yêu cầu submit nó cũng nhanh lắm. Hồi nãy giờ mình yêu cầu chắc cũng được mười mấy lần rồi đó. Thì nếu như nó không cho, đúng không, thì trong phần WordPress này các bạn, nó rất là tiện lợi đó. Mình xài cái thằng trên mát đó nè, rồi các bạn vô phần index này, rồi chúng ta sẽ dán tất cả những đường link của chúng ta vô đây. Thì lúc này là cái chương trình của thằng Remark này nó sẽ auto nó submit giùm cho mình. Nói chung nó âm thầm nó submit á, nó cứ một khoảng thời gian sau bắt đầu nó submit, một khoảng thời gian sau nó submit. Mình có mem mấy cái đường link lại, các bạn muốn hiện cái đường link này thì các bạn cứ dùng submit cái này đi ha. Rồi các bạn vô Remark đây, các bạn dán nó ra, bỏ mấy cái đuôi ngày giờ rồi đi, cách này thì nhanh hơn. Nhưng mà ý nãy là mình hướng dẫn các bạn cách chúng ta làm bằng tay mà chúng ta biết được, thậm chí chúng ta có thể kiểm tra cũng được, kiểm tra để chúng ta biết được là cái trang của chúng ta nó đã submit chưa. Cái cách cũng khá là hay các bạn, chứ mình cứ làm, mình cứ đăng hoài, nhiều khi đăng mấy năm trời mà chúng ta không biết, nhiều khi thậm chí cái trang của chúng ta nó đang chặn robot luôn rồi mà chúng ta lại không biết cách submit nữa. Cứ viết hoài nhưng mà người dùng người ta tìm kiếm cũng đâu có thấy các bạn đâu, thì cái công chúng ta bỏ ra như công cốc. Bởi nên chúng ta phải biết được cái này thì nó rất là lợi hại, giúp ích nhiều cho cái công việc của các bạn. Xong hết rồi đó, mình xóa hết cái ngày giờ đó. Này các bạn thấy không, có submit link nè. Rồi mình nhắn submit, nó gọi là successfully submit. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ xuống lịch sử chúng ta xem nè, tức là chúng ta đã submit 13 link á, nó ghi dưới cộng 13 nè. Thì giờ chúng ta chứng ngầu chúng ta chờ thôi. Rồi muốn kiểm tra cái link nó đã submit hay chưa á, cách đơn giản nhất thì chúng ta lên Google chúng ta kiểm tra, tìm kiếm ở đây luôn đi. Ta enter, chúng ta nhắn sai nha, sai 2 chấm, enter. Nếu như các bạn nhắn như vậy mà nó không thấy nè các bạn ha, nó kêu chúng ta phải cố gắng sử dụng Search Console thì lúc này nó mới thấy, lúc này nó mới index được nè, và lúc này chúng ta mới có được thứ hạng trên Google, các bạn thấy không? Bởi vậy cho nên mình mới nói là submit nó quan trọng lắm á. Để mình xem thử cái trang nào mà mình đã submit nha. Ví dụ như là mình bỏ phần đuôi đi, rồi mình enter thử nó có ra không. Các bạn thấy không, ra nè. Tức là cái link này thì đã submit rồi, nhưng mà những cái link khác thì là chưa submit. Cái này cũng lên luôn các bạn thấy không. Cho nên là qua cái cách này các bạn cũng sẽ biết được đó là
chúng ta submit bằng tay nó sẽ như thế nào, và cái lỗi lầm submit nó như thế nào, nó có được hay không. Và mình cũng hướng dẫn thêm cho các bạn một cái cách khác để submit bằng cái chương trình mà Brandmark Sale. Chương trình này thì nó hỗ trợ sale rất là tốt nha các bạn, hỗ trợ các bạn từ cái vấn đề viết bài cho tới từ khóa như thế nào, vân 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 vân. Nói chung nó giúp ích rất nhiều cho cái công việc mà viết bài của mình, và nó cũng có thể kiểm tra thứ hạng đồ trên này, nó cũng có đầy đủ thế này luôn nha các bạn. Đó, kiểm tra từ khóa đồ này kia, theo mình thấy là nó một cái login coi như là rất là quan trọng. Nếu như chúng ta đã làm cái sai thì cái login này cực kỳ quan trọng, nó hỗ trợ chúng ta rất là đắc lực. Rồi, xin cảm ơn các bạn, thân ái chào tạm biệt.